Xin chào các bạn. Sản phẩm mình vừa quay trên tay đó là một laptop 13,3 inch với cân nặng 1,2 kg. Đó chính là sản phẩm Dell XPS 13 phiên bản 9350, một trong những Ultrabook tốt nhất của Dell tính đến hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cam vào nó. Tuyệt vời nhất mà Dell mang đến cho sản phẩm XPS 13 đó chính là công nghệ Infinity Edge cho về màn hình cực mỏng. Với kích thước hiển thị thực là 13,3 inch, nhưng kích thước của máy chỉ ngang với một sản phẩm laptop 11,6 inch thông thường. Và đây là so sánh cùng với MacBook Air 11 của Apple và một sản phẩm Dell 11,6 inch tương đương. Các bạn có thấy được sự khác biệt của Dell XPS 13 còn rất nhiều điều tuyệt vời trên sản phẩm Dell XPS 13. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng giới thiệu một chút về cấu hình sản phẩm. Dell XPS 13 phiên bản 9350 sử dụng chip Skylet Core i5-6200U, card đồ họa Onboard HD Graphics 520, bộ nhớ RAM 8GB DDR3L, ổ cứng SSD dung lượng 256GB, chuẩn PCIe tốc độ cao. Và đặc biệt là màn hình 13,3 inch, độ phân giải QHD 3200x1800px, tích hợp cảm ứng. Và giờ chúng ta sẽ cùng so sánh một chút giữa hai sản phẩm sử dụng màn hình QHD và màn hình Full HD. Đánh giá thực tế trên video trailer phim, màn hình QHD thực sự nổi bật với chất lượng hình ảnh rõ nét và chân thực hơn. Độ sáng 400 nits cũng tốt hơn so với chất lượng màn hình Full HD. Với tùy chọn cảm ứng trên QHD mang đến một trải nghiệm tràn màn hình và thật sự thú vị. Và giờ chúng ta sẽ cùng đi chi tiết các điểm nổi bật trên sản phẩm Dell XPS 13. Đầu tiên là về thiết kế. Là một sản phẩm cao cấp, chất liệu Dell sử dụng trên nắp máy và đáy là nhôm, chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và giảm thiểu tối đa trọng lượng. Việc gia công CNC và bề mặt được xử lý Aerozine, chống bám vân tay và bụi bẩn mang đến sự sang trọng cho sản phẩm. Bên trong vỉ phím được phủ trên bề mặt là chất liệu sợi carbon với họa tiết ô vuông nhỏ đẹp mắt và cảm giác tiếp xúc thoải mái, làm tăng độ bền và độ cao cấp của sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến màn hình chi tiết làm nên thương hiệu của XPS. Sở hữu màn hình kích thước 13,3 inch với công nghệ Infinity Edge cho về màn hình cực mỏng, giảm thiểu đáng kể kích thước của sản phẩm, chỉ ngang ngửa với một sản phẩm laptop 11,6 inch thông thường. Đây cũng chính là laptop 13,3 inch nhỏ nhất thế giới. Sản phẩm mình giới thiệu trong video này sử dụng màn hình có độ phân giải QHD 3200x1800px, với tùy chọn cảm ứng mang đến chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét và trải nghiệm cảm ứng tuyệt vời hơn trên Windows 10 bản quyền. Tấm nền IPS chống chói cho góc nhìn rộng lên đến 170 độ. Thật tuyệt vời khi cả ngày sử dụng laptop mà không cần đến sạc. XPS 13 làm được điều đó. Mới sử dụng pin lên đến 15 giờ với thử nghiệm trình duyệt ghép và kết nối Wi-Fi. Bạn thật sự yên tâm về thời lượng pin của sản phẩm này. Ra mắt thị trường với tên gọi High Performance, hiệu năng của XPS 13 cũng thực sự nổi bật. Với chip Core i5 Skylet cùng card đồ họa tích hợp HD Graphics 520, XPS 13 cũng có thể chiến tốt các tựa game trong tầm trung với FPS dao động từ 50 tới 55. Tất nhiên, đây phải là một laptop chơi game nên với các tùy chọn cấu hình cao hơn thì XPS sẽ không đáp ứng được. Cùng nói qua một chút về touchpad và bàn phím của sản phẩm này. Đây là sản phẩm có chất lượng touchpad tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Chất liệu bề mặt cho cảm giác tiếp xúc tốt, thao tác di chuột mượt, không có độ rít, cảm ứng đa điểm với các thao tác quận và zoom rất mượt mà. Bàn phím thiết kế với hành trình phím phù hợp, hỗ trợ đèn nền, các bạn có thể làm việc thuận lợi trong môi trường thiếu ánh sáng. Cùng đi qua một chút về một số chuẩn kết nối bên ngoài của Dell XPS 13. Cây phải của máy được trang bị một khe cắm khóa Kensington USB 3.0, khe cắm thẻ nhớ SD và bên dưới là một màng lưới của loa. Cạnh trái của sản phẩm được trang bị một jack nguồn, một USB Type-C với giá thức Thunderbolt 3 có tốc độ tọc đi có thể lên đến 40GB trên giây, giúp truyền tải dữ liệu âm thanh hoặc có thể sạc với thiết bị ngoại vi. Tiếp theo là một cổng USB 3.0 jack audio, một phím bấm cùng dãy đèn thể hiện tín hiệu của pin và bên dưới là một màng lưới của loa. Vừa rồi là quá trình giới thiệu và đánh giá chi tiết về sản phẩm Dell XPS 13 9350, một sản phẩm tuyệt vời với hiệu năng tốt, thiết kế hoàn thiện. Hiện đang bán tại hãng Lát với giá 28.950.000. Hãng Lát xin cảm ơn.